Hello, chào cả nhà ơi. Cả nhà xem nè. Hôm nay trong tay Nhung Hà có nguyên một đĩa tỏi luôn cả nhà. Thì bạn nào mà ở tiểu bang Washington á, bây giờ là tháng 10 á, thì các bạn đi trồng tỏi nha cả nhà. Nhung Hà là bây giờ bắt đầu tháng 10 là mình đi trồng tỏi luôn rồi đó. Cái đây là tỏi Hàn Quốc nè, năm ngoái mình giữ lại nè. Còn tỏi là ở trong chợ châu Á. Thì cái củ tỏi nào á mà cái củ nhỏ nhỏ cả nhà để lại trong xài ha. Còn củ nào bự á thì mình để mình làm giống đó, mình cho nó khỏe mạnh để sang năm mình thu củ mới. Cứ một cái củ nhỏ này là sẽ được thành 5-6 củ đó cả nhà. Nên là mình rất là thích cái tỏi Hàn Quốc này nè. Nên là năm nay mình ăn một ít thôi, mình chừa lại nhiều giống lắm để mình đi trồng cho năm sau nó cho nhiều chút cả nhà. Rồi tới tháng 7 mình nhổ lên ha. Xong mùa xuân thì mình sẽ phải bón phân, còn bây giờ mình không cần bón gì hết trơn, mình chỉ cần xới đất là được. Khoảng tầm đầu xuân đó, tháng 4 là mình bắt đầu bón phân là vừa trời ấm lại đó. Đừng có trồng sâu quá, mình trồng hơi hơi thôi, cách nhau chừng hơn gang tay là được. Chưa nó nhiều thoải mái, ok, này trồng riêng, tỏi Hàn Quốc trồng riêng, cái củ tỏi đây chưa, hồi quên ở nhà mình hay lộn lắm, để cắt nhau rồi. Hơn một ngang tay ha. Năm ngoái mình cái tỏi Hàn Quốc là bạn Hàn Quốc chỉ cho, xong rồi mình thu rồi mình chia ra một mình một nửa, chỉ một nửa rồi mình ăn chừng vài củ à, xong rồi mình để mình làm giống rồi nha. Tự mình thấy cái tỏi này nó thơm quá mà chị nói ui chồng mùi giống mắc lắm nha, một bao bao mấy chục đô lần á. Cái mình nghe vậy hả, hèn chi ăn thơm ngon lắm, cái nó rất là chắc cả nhà. Nên là năm nay Nhung Hà giữ lại giống, giữa những cái củ khỏe đó. Còn này là trong châu Á cũng rất là ngon, cũng chắc dữ lắm. Nhưng mà độ thơm không bằng tỏi Hàn Quốc cả nhà, tỏi Hàn Quốc thơm lắm. Mình ươm cho mấy cái thùng vuông vuông này luôn cả nhà ơi. Thùng vuông vuông này thì mình 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 cây cả nhà. Đó, một thùng mình trồng 8 cây. Trồng 6 thùng nữa. Rồi còn xíu đi tìm thêm mấy thùng là bỏ vô nữa cho hết cả nhà ơi. Chị Cathy thi tới đó coi, trời ơi coi kìa, coi mama không é, mama không é, trời ơi nó mừng kìa, nó mừng đó đó dạ, ui 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 mừng kìa, mừng kìa, ui cha. Trời ơi thương chưa mừng đó, đi tới chị Cathy đi chơi cả tháng mặn mà anh em là không mừng mới lạ. Missed you guys. Missed you, boy. Oh yeah. You're not even shedding now. Good. Very good. Yeah. Who's the big boy? Huh? Yeah. How's your trip? Good. Come in. Look what I had present. Thank you. Chị Cathy đi chơi du lịch cả nhà. For shopping. Nhân Hà được quà tặng đây, thank you Cathy. Nhà ơi, chị Cathy đọc tới chơi. Đây, mở quà Nhân Hà đây. Nhà ơi, cái gì vậy, thương quá vậy. Đó không biết. Hobby. Hobby, hobby. This is for Nam. Oh. Just blow it up. Oh, Nam ơi. No, Clyde, you're gonna chew it up. I'm sorry, Clyde, I didn't have anything for you. Better right. Oh, Nam được trái bóng cả nhà ơi. Chúng ta là. This doesn't have to be chilled or anything. Cái giỏ, cái giỏ ở chợ. Với lại cái này cả nhà. You can. Cái gì cho đi? Cái này gì mình không biết nữa. Mở ra. Cái chưa chew được. Không phải thì được thôi mai cả nhà. Well, how was the trip? It was great. Oh, come. Cái khăn cả nhà ơi. Mùa đông gần tới rồi. Cái Nhung Hà được khăn cả nhà ơi. Your little
little low on water over there? Yeah. Yeah, day 8 we had to get off the ship. Oh yeah, they've been showing it on the news. Especially about that World War II. Thank you, Kathy. Did you see that? Yeah. Oh my, my figs are about thumb size. Okay, look like mine then. Yeah. Oh, same. Yeah. Oh, yours are bigger down here. Oh, I'm bigger. Okay. Bữa hôm mình tặng chị Kathy một cây sung á. These little guys off because they're never gonna come to attrition. Chị Kathy không có chịu nổi nắng đó cả nhà. Fantastic. Oh, my tomatoes are sure looking good. Is some water for you? Pull here some. Wow. Yeah. Fantastic. Khoe đó. Khoe vợ tôi trồng hành chưa, bự chưa. Yeah. That's beautiful. It's like what Craig grows. Yeah. Yeah. When you take one like that, come to Craig. Yeah, show Craig. Oh, Kathy. Right on the vine, you want to try? You got the tractor in your shed now. What happened to that Jeep? Hai trái dâu tây, chị Kathy ạ. Trái này chín gì ta? Ồ, trái này chín ngon hơn này. Ồ, trái này ngon hơn. Chị Kathy thích ăn trên cây á. Kathy! How's Jesse doing? Thank you. All right, I guess. I'm gonna eat that right now. Cut the on the top, yeah. Oh, sweet. Mm-hmm. What do you have? Mm-hmm. I just ate. Thank you. You're welcome. Chạy qua đây hái mấy trái mâm sô đen để dành đây tặng chị Kathy. Đây nè, ui dồi, hôm nay nó chín ngon chưa nè. Oh. Wow, ui ngon chưa? Mình bọc cái lại. Đây này, đó. Blackberry. Yeah, but are they Marion berries? I don't know. They Tonlet? Yeah, I don't know that brand. Mm. Thank you. Mm-hmm. Oh, man. That's beautiful. You make pie? Yeah, I do. Some... Clyde. Trời ơi, cái trái bầu nó bự chưa? Nhưng mà chị có thể không biết đừng ăn bầu rồi mai. Em liếng lên hái. Đi vô trong đây không biết có cái... một măng nào không hái chị ăn không thấy vậy nhà ơi, hình như nó giờ nó già rồi nó không lên nữa. Cái trái táo, cái trái táo chín cởi chết của họ only one on the tree. Let's put it in your basket. I'm not gonna eat that right now because my tummy's a little okay. Chị nói là táo rồi chị ăn sau. Từ là cái bao tử của chị không được khỏe. Leo bự bự đâu rồi. Ba thấy đâu rồi. Ở đây 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 đây. Ôi, núp lụm chấm cả nhà ơi. Một em đây. Bữa hôm nó ra quá chừng dưa leo hôm nay. Nó chưa. Ô ô ô, bên đây. Có trái bự dữ ạ. I'll be cooking soup tomorrow. À, ôi, nó dưa leo Hàn Quốc cả nhà ơi, bự chưa nè. Đó, ta ra, quá đã. Well, you're an amazing gardener, I have to say. Thank you. Củ cải. Ooh, big boy. Củ cải. Yeah. Yeah, pick them. Ông xã. Do you ever make tomato soup? Ông xã nói hái mấy trái cà chua cho chị Kathy. Fresh tomato soup is fabulous. Bắt đầu chín rồi đó cả nhà. What is this? No English call, but it's a. Isn't that where your asparagus was? Asparagus, that's a, what do you call? That's celery. Celery. I pour some out. And what is this? It's vitamin vegetable. Okay. How's your family? My family doing great. Good. Mm-hmm. We've had this stuff
this weed growing around forever. Okay. They eat that. Thank you. They eat this. Oh, you eat that? Yeah. Ăn mấy rau xam mình hay ăn. Do you cook that? Yeah, you just do like normal vegetable. Yeah. Like. Yeah. Wow, trời ơi, củ này đã chứ nè cả nhà ơi đó. Củ cải. Chị Ca thì rất là thích ăn củ cải. Mình thì trồng cho vui thôi chứ mình có ăn mấy đâu cả nhà. Mình hay tặng bạn bè, ai tới là mình tặng hết. Củ nào nhỏ bự mình nhổ hết cho chị Cathy. Đây. Oh, đây. Quá chừng trái bự cả nhà ơi, mê chưa. Chà, ngon chưa? Cây nữa cả nhà. Quá đã luôn. Hái một ít cải keo. Cải keo ạ nhà ơi. Quá trời quá đất luôn. Mình hái cho chị Cathy thì chị không chịu lấy nữa, nhưng mà mình là mình muốn hái nhiều để mình tặng chị con dâu á. Chị rất là cháu ông xã mình á rất là thích ăn rau củ này nè, nên là mình mỗi lần chị chồng tới mình hay là gửi về cho em. Quá trời ở nhà mê chưa. Mở bên đây. Mấy lá bên đây nữa nha. Đã chưa? Mê không? Lá bự ghê nha. Không có bí ngòi à nhà ơi. Hết bí ngòi rồi. Chị Ca thì rất là thích ăn ớt chuông ở nhà ơi. Đâu rồi hả? Đây. Qua mấy cây ớt chuông chị bầu nguyên huyện thì cuộc sống Mỹ tặng Nhung Hà. Nay trái quá chừng bự rồi cả nhà. Chị Ca Thì rất là thích luôn á. Ôi. Tặng chị Ca Thì. Đó, chị rất thích ăn. Này là úi trời, trái ớt chuông nó bự ghê luôn. Hồi ôi, công nhận chị bầu chị mát tay chị lược kìa. Cây nào cây nấy trái dữ dằn luôn. Đây nè, đã chưa? Mê luôn rồi nha. Này đây. Trái đây nữa. Mấy trái chị con dâu rồi, chị Cá Thì nữa. Còn mấy anh đây. Ồ, con trái cà. Cái cà trắng này. Đó. Uống không? Chưa. Ồ, đây, con cà. Con trái ớt chuông bự chưa? Ngay chỗ này nè. Đó, quá chừng bự luôn. Đó. Này, ớt chuông tím nữa cả nhà. Rồi chỉ cho đủ kiểu hết trơn á. Thương gì đâu. Cứ cuối mùa, đầu mùa là chị cứ tặng cho nhiều, nhiều cây giống và Nhung Hà được trồng đủ các loại cả nhà ơi. Đó. Cà sắp được thu rồi đó cả nhà ơi. Nhiều quá, bông quá trời luôn kìa. Nó trái nào nè. Đây. Wow, trời ơi, cái trái ớt nó đã dữ dằn chưa cả nhà ơi, đây nè, đó, mấy trái ớt nữa. Mình kêu chị thu, chị không chịu, mình đi hái. Chị cứ, thì chị mỗi lần mình cho gì mình, ấy, chị cũng nói thôi. Mà mình hái thì chị lụm. Chứ còn biểu chị hái là chị thôi, chị ngại đó. Nên là mình biết vậy nên mình hay chạy đi hái lắm. Có trái đây nữa nè cả nhà. Đó. Đã ghê luôn. Bên đây có trái nào bự hái luôn nè. Úi cho cái trái này bự ghê. Chà. Quá đã luôn á nhà ơi. Đây. Này ớt chuông trắng này, hái thêm mấy trái ớt chuông trắng nữa đây cả nhà. Đó, về dâu chị xào nè. Rồi dồn thịt rồi đó cả nhà. Đó. These two. Yeah. So to do a That's plenty. Shish kebabs and that. Yeah, shish kebabs really good. We had plenty. No worry. They can share if they don't eat. These are sweet, right? Yeah, but that's all sweet. All sweet. Yeah. Okay, that's great. Thank you. That's beautiful. It's gorgeous. Chica,
Okay. Fantastic. One, two, three, five. Hello. Hi, Vietnam. Chị Cát Thi chào mọi người. Rồi, hôm nay thu hoạch được nhiêu đây rồi đi vô, bỏ vô trong á. Mình... Ôi, nãy giờ là hồi nãy chị Cát Thi tới có bọc đó cả nhà. May ơi, may luôn. Nên là có bọc bỏ vô đây cả nhà ơi. Đó, rau mà bịch đen, cái này ức chuông với lại tùm lum đổ đây đó. Đầy đủ rồi. Mời chị Cát Thi ăn bắp dẻo Việt Nam. Yeah. Yeah, it was lovely. The weather's in the 90s. Hôm nay Nhung Hà mời chị Cát Thi ăn súp đậu ở nhà ơi. Đó, mình trong đây là có ức chuông, ức đồ nhà mình, cà chua nhà mình luôn. Nói chung là rất là nhiều rau củ trong đây là từ vườn á. Hôm nay Nhung Hà đãi chị Cát Thi ăn món Mỹ ở nhà. Are you gonna miss me, Clyde? Ơi, thương chưa, chuẩn bị đi về nhà rồi. Bỏ chị Nhung ở đây rồi đúng không? Hả? Lần sau lại tới nữa nha. Thank you. Good luck in school when you start September. Hi, Clyde. Yeah, that's coming up. Hi, Clyde. First of September. Mr. Junior High. Huh? Look at you. That's great. I can't believe how tall he is. Since the last time I've seen him, he's gotten taller. Oh, yeah. Thank you so much. Appreciate it. And I'm starting to warm up now. I suppose my house will be Clyde. Say bye-bye now, Clyde. Bye. He says, oh, just let me go. See ya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Welcome. Bye, Clyde.